Tôm cầm Parmesan ngoài cánh. Vâng, dạo này Tôm rất hay cầm Parmesan và mỗi khi Tôm cầm Pan, Thái Bình không bao giờ thua. Liệu rằng lịch sử trận đấu này có lặp lại hay không? Đây là máy của Việt BM, con Việt BM cầm Phú Lê Sen trong cánh của Tôm. Sẽ là một trận đấu hay đây. Còn đây là Hoàng Lan, vâng Hoàng Lan lại một lần nữa. Vâng, lại có một lần nữa anh cảnh sát cơ động rồi. Cảnh sát cơ động tỉnh Thái Bình. Chúng ta sẽ theo dõi màn hình của Tiểu Long. Như vậy là ngoài bãi quả chính đầu tiên, Tiểu Long đã nhìn ra được một bãi hiêu ngay sát cánh rừng thông. Vâng, đây là bãi hiêu đầu của Tiểu Long. Tôi rất muốn rằng sẽ quay máy Hoàng Lan cho các bạn xem, nhưng mà rất tiếc Hoàng Lan lại ở trong cánh. Chắc rằng trong giữa trận đấu tôi sẽ chuyển sang qua máy của Hoàng Lan để các bạn thấy rằng là một cảnh sát cơ động lão làng của Thái Bình nó sẽ hoạt động như thế nào. Trở lại với trận đấu thì Tiểu Long đang câu chú voi cô đơn về nhà chính nhà mình. Vâng, vẫn còn một chú voi cô đơn nữa ở hơi xa nhà chính. Tôi nghĩ rằng với trình độ câu voi Tiểu Long thì chắc chắn anh sẽ câu về nhà thôi. Còn nếu đây là màn hình máy của anh Long Long Keng, tôi nghĩ rằng anh sẽ đóng ngay một chiếc S để có thể ăn chú voi cô đơn đó. Các bạn có thể nhớ rằng là trình độ cô voi của anh Long Keng thì bá đạo đến mức nào. Đúng như dự đoán của tôi thì Long đang câu chú voi của mình hai bên nhà chính. Tôi nghĩ rằng Tiểu Long nên đi mà chú bóng đen, rất có thể đây sẽ là một đôi voi. Anh đã chú bóng đen rồi, quyết định câu ngay. Do không có đón như lùa về thì việc câu voi chính là một điều tối rất cần thiết. Đây là một điều kiện cần để có thể ép đầy đủ. Vâng, như vậy là ép đầy sớm. Vâng, các bạn có thể thấy rằng những thao tác câu voi cực kỳ chuẩn mực của Tiểu Bạch Long. Vâng, lúc nãy thì chúng ta được chứng kiến Tôm sử dụng những phím ép nhuần nhuyễn và thành thục đến mức nào. Bây giờ chúng ta lại được nhìn thấy Tiểu Bạch Long. Các game thủ bên phía Thái Bình đều là những game thủ xuất sắc. Những thao tác phải nói đến chuẩn mực. Đây là một điều rằng là tôi rất muốn xem các game thủ đánh chuẩn mực như này còn hóng hỏi. Như vậy là Xuân Đông Đỏ đã trở về với Tiểu Bạch Long rồi, tìm thấy ngay một bãi quả phụ. Vâng, hai bãi hiêu. Hai bãi hiêu đều sát với cánh rừng. Không sao, Tiểu Bạch Long bắt đầu lùa những chú hiêu ra khỏi những cánh rừng. Tôm đang câu hai voi với nhà chính rất đẹp thì lại gặp hai con sư tử. Vâng, giết được con sư tử thì hai voi đã quay đầu, còn rất tiếc cho Tôm. Nếu mà Pan mà câu được hai voi vậy thì rất tuyệt vời. Trở lại màn hình của Tiểu Bạch Long thì Long bắt đầu cắt dần nhà chính ra để ăn bãi quả phụ. Bãi quả phụ này gồm có 5 cây. Một đám dân khác thì đang cắt ra để ăn bãi hiêu đầu tiên sát rừng của nhà mình. Vâng, như vậy là bãi hiêu đã bị tan thành rồi. 56 Tiểu Bạch Long kính đời với 25 tấn Yamato. Rất chuẩn mà. Như vậy là sẽ có hai con chữ S này vừa đóng vừa ăn hiêu vừa ăn gỗ. Thế bài nhà Tiểu Bạch Long khá đẹp. Vâng, đây chắc chắn là đóng BB rồi. BB sẽ bò kín được bài gỗ ở bên cạnh. Vâng, ngay đằng sau bãi rừng dừa, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đó là một bãi quả phụ nữa. Vâng, rất đẹp. Với Yamato mà ăn được thêm bãi quả phụ nữa thì tôi sẽ cực khỏe. Còn xe SH của Tiểu Bạch Long đã bị Gunny cướp mất. Vâng, Gunny có vẻ như là nhà em chưa có SH vì vậy mà đây tôi nghĩ là chỉ là thuê nhà của Tiểu Bạch Long thôi. Thuê cái SH này về chạy tạm vài bữa thôi. Tiểu Bạch Long đã chuẩn bị lực lên đây hai xong. Cắt ngay chân để đóng nhà điều kiện. Vâng, bây giờ chưa đủ vô đóng BM, như vậy tôi nghĩ Tiểu Long nên cộng thêm một dân. Không biết có cộng thêm một dân không? Đóng BM. Kích đời. Vâng, 10 phút 29 với 25
Lân như vậy là không công nhân rồi. Xin ngay được ngựa giò. Các bạn có thể biết rằng là ngựa giò Yamato chỉ có 75 thực thôi. Xin ngựa giò nâng cấp công giáp đầy đủ, lao ngay sang nhà của Gunny. Vâng, tôi không được biết là Gunny cầm quân gì, nhưng mà đối đầu với Yamato thì bất kỳ quân gì vẫn phải dè một chút. Dù là có là Per hay Pan hay bất kỳ quân gì cũng vậy thôi. Con ngựa giò sinh ra lao ngay xuống nhà của Gunny. Vâng, đòi lại ngay chiếc SH. Chiếc SH bỏ ra mất khá nhiều tiền để mua, không thể chịu mất một cách dễ dàng như vậy được. Lúc này Tiểu Long đang cắt dân ra để ăn bãi bảo phù của mình. Vâng, những bãi bảo phù này ăn một cách ngon lành, không bị phát hiện. Đảm bảo rằng số lượng chén của Tiểu Long sóc ra sẽ cực kỳ kinh hoàng. Đây rồi, gặp ngay nông dân của Gunny đang ăn bãi quả. Lao vào, con ngựa Gunny cũng khá sớm, đã có ngựa giò. Lúc này là cuộc chiến của hai ngựa giò. Vâng, lang thang dưới bản đồ. Thỉnh thoảng, vâng, như vậy là ngựa giò Gunny đã bỏ trốn. Các bạn có thể thấy rằng là hai bãi quả nhà Gunny ngay sát nhau, hai chiếc BG đóng liền nhau. Con chiều đang lại lên đời 3, và Gunny, con Gunny chưa lên, bãi vàng vẫn chưa được bao bế. Ngựa giò lao vào ngay. Vâng, ngựa giò lao vào ngay, ăn được một cân. Vâng, bây giờ Gunny mới chịu lên đời. Vâng, như vậy là không ăn được cân nào. Vâng, Chi Chi vào Tiểu Bạch Long. Vâng, như vậy là đang thành đạt chú ngựa giò của Gunny. Bây giờ lao vào bãi vàng rồi. Vâng, như vậy Gunny chắc chắn là sẽ tù vàng. Tiểu Bạch Long én thôi. Vâng, tôi biết tại sao lại én rồi, còn hai dân như không dám lao vào để lập tiếp. Gunny đã có lạc đà. Vâng, Tiểu Bạch Long đã cực kỳ kinh nghiệm. Lúc này thì một lạc đà và một ngựa giò của Gunny quyết tâm truy sát ngựa giò của Tiểu Bạch Long. Vâng, không thể để cho một tên sát nhân bỏ trốn dễ dàng như vậy được. Vâng, gặp ngay nhà của Tuti ở trong cánh. Đây rồi, dường như Tuti cầm Maxedo đang dâng hai nông dân để có thể dâng nghi. Vâng, Tiểu Bạch Long phát hiện ở thời điểm này thì sẽ khó khăn cho nông dân của Gunny rồi. Chắc chắn hai nông dân sẽ nằm xuống, không có nông dân đóng nghi. Vâng, tôi nghĩ rằng với phong cách của Tuti chắc chắn là sẽ có một tiếng đập bàn phím cạch. Còn cạch xong thì cái tiếp như nào tôi không biết. Lúc này thì Tiểu Bạch Long mang ngay hai chú ngựa chém và một chú ngựa giò lao thẳng vào nhà của Tuti. Nếu Tuti cầm Maxedo thì chắc chắn nông dân chỉ biết đi bộ. Nông dân mà chỉ biết đi bộ gặp hai ngựa chém nhau ô tô kiểu gì cũng chết. Vâng, vừa rồi thì tôi thấy rằng là cảnh sát họ cơ động Hoàng Lan cũng có quân từ khá sớm. Đây rồi, bãi vàng của Tuti đã được bo kín. Vâng, chỉ có 4 dân ăn vàng thôi. Tiểu Bạch Long chém ngay nhà BE, quyết định xông vào. Vâng, tôi nghĩ rằng là với Yamato thì việc sóc đều hay là chuyện đương nhiên. Nhưng mà việc lên chém 4 cũng là một điều các game thủ cần phải lên sớm. Khi có chém 4 thì cái sức mạnh chém sẽ phũ phàng hơn cực nhiều. Vâng, Tiểu Bạch Long bỏ qua nhà của Tuti, lao thẳng vào nhà của Hoàng Anh Nhi. Hoàng Anh Nhi trận này vẫn đánh cung. Như vậy là ở nhà của Hoàng Anh Nhi đã có cả lạc đà của Tôn. Tôn cầm Bamira, cũng là cảnh sát cơ động. Thùng rồi, lao vào. Tôn và Tiểu Bạch Long đang lao vào. Ở nhà của Tiểu Bạch Long thì đang có khách. Vâng, những chú lạc đà. Vâng, chú lạc đà của Gunny quyết nên ăn vừa đủ với nông dân của Tôn. Gặp thôi. Vâng, Tiểu Bạch Long bắt đầu xây BA. Tôi không biết là tại vì sao anh này là có thể như là anh quyết định chuyển sang công A cho chắc bạn. Vâng, tôi không rõ rằng là Gunny cầm quân gì, nhưng Gunny đã bắt đầu có những chú ngựa rờ lao sang nhà của Tiểu Bạch Long. Lúc này thì số ruộng của Tiểu Bạch Long khá nhiều rồi. Vâng, có khá nhiều quân thủ nhà. Chi Chi đã vừa bơm 176 gỗ cho Tiểu Bạch Long, đóng thêm chiếc hàng ngang. Vâng, Gunny liên tiếp đưa những chú ngựa rờ lên để quấy phá nhà Tiểu Bạch Long, rất là khó chịu và bắt tay. Nhưng tôi nghĩ rằng với những chú ngựa rờ lẻ tẻ như này không thể làm khó được với Tiểu Bạch Long rồi. Vâng, thang của Tiểu Bạch Long bây giờ là 37/40. Tôi nghĩ rằng chỉ với vài chiếc BA Tiểu Bạch Long có thể bò kín được cánh dưới nhà mình. Như vậy là đã nâng cấp công A hai áo thành công, bắt đầu xong những chú công A một áo. Vâng, thì hôm nay trời Hà Nội khá là mát, mặc một áo tôi nghĩ rằng cũng không hề có gì. Bắt đầu đóng những chiếc BA thứ tư. Vâng, tôi nghĩ rằng đây, vậy Tiểu Long đã nghe lời tôi rồi. Hai chiếc BA có thể bò kín cánh dưới, không sợ sự quấy phá của tổ. Vâng, như vậy là của Gunny nữa. Vâng, như vậy là Tiểu Bạch Long lên cùng do Tuti cầm Maxedo.
Vâng, đây là một bài cực kỳ chắc. Lên được cung A thì dù có y của Thu Phi lao vào cũng không hề ấn gì. Các bạn có thể thấy rằng đây là một kinh nghiệm đánh team cực kỳ tốt của Tiểu Bạch Long. Bắt được bài của đối phương. Vâng, chỉ có một chú ngựa rờ thôi nhưng mà đã lên làm thịt được một ông già lọ khọ của Tiểu Bạch Long. Vâng, với một lượng ruộng như thế này thì chắc chắn rằng là những nhà VR của Tiểu Bạch Long sẽ sóc cực đều. Vâng, một ngựa giò và ngựa chém của Tiểu Bạch Long đã ăn được bãi công dân an hoàng của Gunny. Vâng, Gunny bị Tiểu Bạch Long cầm Yamato cũng như hoàng cơ động hoàng lan cầm pan lao vào nhà thử khá sớm. Đã rượu nhà rồi. Vâng, tôi sẽ đá hình qua một số màn hình các game thủ bên phía Thái Bình để xem các anh thi đấu như thế nào. Đây là màn hình của Tom. Vâng, Tham là 28/32. Vâng, Pan đến giờ phút này và Pan Tham như này là khá tốt rồi. Chém rất phú, ăn ngay dân của Hoàng Anh Nhi. Vâng, đây là cơ động Hoàng Lan. Vâng, Tham 32/32. Đúng là cơ động Hoàng Lan. Rất nhiều lạc đà các bạn có thể thấy. Vâng, đây là màn hình của Việt BM. Vâng, Việt BM cầm Phonician trong cánh. Vâng, không đánh cung R. Tham bây giờ đã là 64/88. Quyết định đánh cung A. Vâng, lại một bài đánh cực kỳ kinh nghiệm của những game thủ bên phía Thái Bình. Nhận thấy bên phía Hà Nội có Marcelo chuyển hết sang cung A đánh cực sắc bài. Chúng ta quay lại với màn hình của Tiểu Bạch Long. Vâng, như vậy là nhà của Tiểu Bạch Long đang có khách. Rất đông cung A của màu 4. Vâng, màu 4 là Linda. Vâng, Linda ở nhà đây của tôi cũng chưa phát hiện ra. Nhiều ở năm nhà của Linda ở góc 6 giờ. Vâng, đá qua màn hình của Tôm thì tôi thấy nhà Tôm ngay cạnh nhà Hoàng Mai Nhi. Như vậy là Linda sẽ chui trong góc 6, sau góc 6 giờ rồi. Chắc chắn là như vậy. Nếu Linda trong góc 6 giờ thì vâng, như vậy là chưa ai động tới nhà của Linda. Đến giây phút thứ 25 rồi, Linda đánh cung A ở trong cánh. Tôi không biết là cung A gì. Vâng, như vậy là cung A của Linda chính là cung A Mi. Cung A Mi Đoan vẫn cực kỳ nguy hiểm. Để Mi Đoan đến phút 25 rồi mà chưa hề động chạm đến nhà thì Mi Đoan lúc này cực kỳ ổn định. Vâng, những con ngựa của Thu Ti lao vào chăn dân của Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long không hề xoắn, cầm dân đập luôn. Kết hợp với những chú cung A và ngựa bắn đang thủ ở nhà, Tiểu Bạch Long đã phải quyết định ôm dân bỏ chạy khi cung A Mi Đoan tràn vào nhà rồi. Vâng, rất đông cung A, như vậy là Tiểu Bạch Long đã nhảy 4. Vâng, chỉ một giây phút theo dõi tham lai của các nhà bên phía Thái Bình thôi thì Tiểu Bạch Long đã nhận đồ của đồng đội và nhảy 4 rồi. Tiểu Bạch Long giữ dân và quân cực kỳ tốt. Các bạn có thể thấy tham của anh vẫn là 38/52, đã nhảy 4 thành công. Lúc này thì một đạo dân ăn vàng của Tiểu Bạch Long đông như quân nguyên. Vâng, dân ăn vàng còn đông như thế này thì đồng đội chỉ có việc đơn thì có Tiểu Bạch Long chắc những chiếc nhà BA thôi. Nhưng khó khăn rồi, nhà A của Tiểu Bạch Long đang bị Linda ốp thẳng vào. Vâng, bắn liên tiếp vào những dãy nhà E. Chắc chắn Tiểu Bạch Long sẽ thiếu E trong giây phút tới. Những tên ngựa hot, vâng, những tên hot đầu tiên sinh ra phải én đi ngay, không dám ở lại để đấu với cung A Minh Đoàn. Vâng, dám ở quân của Tiểu Bạch Long là một quân gì đó, là một quân gì đó có pháo to thì xây ngay nhà pháo to thủ nhà sẽ dễ hơn. Nhưng không sao, hot nhà ô tô cũng cực rẻ. Chỉ cần tụ được một kích hot thì dám cung A của Linda chắc chắn là sẽ nằm. Vâng, lao vào rồi, vừa ngựa chém vừa ngựa xem. Vâng, vừa hót lao thẳng vào, quyết tâm ôm kích đạo cung A của Linda. Vâng, giải quyết xong đoạn này sẽ ổn định. Vâng, kích được độ một kích hót thì đi quản lý bản đồ. Vâng, tôi nghĩ rằng lúc này thì Nam bên phía Thái Bình đang đè bên phía Hà Nội khá nhiều rồi. Điểm của Lê Nghĩa Ga của Chi Chi Việt BM, các bạn thấy ngay tôi soi tham Việt BM đó là 64. Đánh cung A sẽ nở nhanh như công nguyên. Vâng, toàn bộ số cung A của Linda đã bị thiêu trụi. Vâng, Tiểu Bạch Long bắt đầu kéo dân. Vâng, kéo dân đi đâu đây? Vâng, tôi nghĩ là về nhà chính kéo lại ruộng thôi cho nó ổn định. Đi ăn hoa giờ trước này thì cũng không phải là vấn đề. Vâng, như vậy là đồng đội các bạn có thể thấy Chi Chi Việt BM Tôm, những game thủ bên phía Thái Bình đánh cực kỳ đồng đội. Bơm tất tay cho Tiểu Bạch Long có thể xong những tên hot ra đi quản lý bản đồ. Vâng, Việt BM sang cứu Tiểu Bạch Long thì lúc ấy nhà Tiểu Bạch Long đã bình yên trở lại rồi. Những tên quân của Tiểu Bạch Long bắt đầu xuất binh ra khỏi nhà. Vâng, lao thẳng vào nhà của Gunny. Không thấy gì. Vâng, lao chéo, tôi không biết là anh đang đi đâu đây.
Vâng, tham của Tiểu Huỳnh Long tăng nhanh, mẻ là 56/50. Vâng, rất nhiều hot. Vâng, theo ý kiến chủ quan của tôi thì bên kia đội chỉ còn chờ thôi để quyết thôi. Chỉ có một mình nhà Linda là rất to. Tôi nghĩ là rất to tại vì là Linda trong góc 6 giờ cầu thủ Nam Đoàn chưa ai động tới nhà của Linda. Vâng, dường như chỉ có tôi mới chạy, dường như chỉ có tôi mới chỉ chạy qua để xem nhà của Linda ở đâu thôi. Lúc này thì bên phía Thái Bình đã tổ chức một đợt tấn công cực kỳ khủng khiếp. Vâng, hai nhà cảnh sát cơ động đó chính là tôm và Hoàng Lan đang mang rất nhiều ạ. Là công việc bên ngoài thì mang công an, Tiểu Long thì mang hot. Vâng, trên đường vào thì gặp tôi ở đâu, gặp Xuân của Nam Đi hay là của Cuti bắn chết trước, trước khi là lao vào nhà của Linda. Đây rồi, đây là một pha tấn công cực kỳ đồng đội. Các bạn có thể chờ đợi. Vâng, chuẩn bị thôi. Tôi đến từ 1 đến 3, vâng, chưa đến xong thì đã lao vào rồi. Vâng, Tiểu Long én ngay, đông như thế này mà anh đối quân thì hơi phí. Hãy chờ đồng đội của anh. Vâng, hãy chờ đồng đội của anh lao vào. Đây rồi, Việt VN. Tiểu Long gọi ngay cho Việt VN. Việt VN lao từ tỉnh Thái Bình lên, gọi ngay theo một đám cung A. Vâng, không phải một đám đâu, tôi nói nhầm, chỉ có 4 con cung A thôi, có vẻ như là để dọa anh ra đây. Vâng, không phải, nhưng cung A thì đi hơi chậm một chút, vì vậy mà kéo tới hơi buồn. Vâng, thế, vâng, tôi đang hỏi rằng, vâng, như vậy là đã quýt rồi. Trong khi tôi còn đang thắc mắc rằng là Tôm và Chi Chi đang ở đâu. Vâng, Tôm và Chi Chi thì lại lách vào hai bên cánh. Cảnh sát cơ động đi luôn ở cửa sau vào ăn hết dân của Linda. Vâng, Việt BM thì đã nhảy 4 thành công. Tỷ số là 2-0 cho các game thủ bên phía Thái Bình. Vâng, Hà Nội có vẻ như bắt đầu trận đấu hơi chậm một chút. Vâng, các anh thì đánh có vẻ như chưa đúng phong độ của mình.